cọc này là 60 từ tim nhé. Thì trong quá trình ép thì chúng tôi phải giám sát quá trình ép này xem nó có đúng vị trí tim cọc hay không. 60 này. Đây, chúng ta sẽ đo từ tâm này. Đây, các bạn nhìn từ tâm đây nhé. Và bạn sẽ bỏ đuôi tay. Đây, từ tâm đây đúng không? Đấy. Rồi, các bạn sẽ kéo ra bên này. Đấy, bạn nhìn này, 60 đúng không ạ? Đúng 60 các bạn nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ với các bạn cái quá trình ép cọc công trình nhà anh Thanh mà đơn vị công ty nhà đẹp Green đã thiết kế và thi công trọn gói. Và hôm nay thì đến cái hạng mục ép cọc. Thì ngày hôm qua thì các bạn đã xem cái video về rắc móng để chúng ta xác định các vị trí tim. Thì bây giờ mời các bạn chúng ta xem, đây là phần máy ép. Thì là đội ép đã đến rồi. Đây là cái phần cọc đây. Đấy. Cọc ở đây thì các bạn nhìn thấy phần đầu cọc đấy. Với cái cọc này thì hiện tại là đang sử dụng cái cọc là 250 x 250. Thì cái phần đầu cọc đây các bạn nhìn này. Đấy, từ đầu cọc nó sẽ dài. Thì ở đây là cái nền đất này là nền đất rất là yếu các bạn. Do nền đất yếu thì đơn vị chúng tôi đã xác định là phải công trình ép cọc. Các bạn cùng tôi sẽ khám phá tiếp cái không gian cọc này. Ở đây thì các phần vị trí ép cọc thì hôm qua thì chúng tôi đã lấy tim đây rồi. Các vị trí tim đánh dấu bằng cái dây đỏ đây các bạn nhé. Thì khoảng cách giữa cái cọc vị trí trung tâm này đến cái cọc này là 60 từ tim nhé. Thì trong quá trình ép thì chúng tôi phải giám sát quá trình ép này xem nó có đúng vị trí tim cọc hay không. 60 này, đoạn này là 60 các bạn nhìn, đánh dấu đỏ đây rồi. Để cho dễ nhận biết bằng cái dây đỏ này. Đấy, các bạn có thể quan sát thì cái phần rắc móng này xác định chuẩn các vị trí. Càng về phía đằng sau này khu vực nền đất nó rất là yếu. Thì giải pháp của cái quá trình ép cọc thì phải sử dụng thép tấm tôn này thì máy mới đi vào được các bạn nhé. Đây các bạn nhìn cái tấm tôn rất là dày này. Dày 15 mm. Đấy thì máy bắt đầu chạy vào đây được. Vì cái nền đất này nền đất mượn đổ lên trên cái bề mặt này nó rất là yếu nhưng mà cái máy đi vào nó sẽ bị lún. Mà ép thủy lực cái máy rất là to này các bạn nhỉ. Đây là quá trình ép thủy lực, máy rất là lớn. Đấy, ngoài ra thì chúng ta phải thêm trong quá trình ép thì chúng ta phải có cái tải trọng đây các bạn nhỉ. Có các cái phần tải trọng đối trọng như này, nếu mà chúng ta ép xuống nó sẽ nảy cái máy ngược lên, chúng ta phải có phần tải trọng để đè giữ lại. Để các bạn nhìn đây là các cái tấm bê tông khối lớn. Để đây là cái phần tải trọng nhé các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát chúng tôi trong quá trình xem. Thì hôm nay thì đây là phần anh em đang chuẩn bị ép cọc. Còn tí nữa thì chúng ta sẽ xem những video trực tiếp về quá trình ép cọc như nào. Những gia đình nào mà đang chuẩn bị xây nhà ấy, thì chúng ta sẽ xem cái video này nhé. Thì các bạn sẽ biết được thế nào là quá trình ép cọc như thế nào. Và chúng ta sẽ hình dung được quá trình làm một ngôi nhà ra làm sao. Thì mời các bạn, chúng ta sẽ xem thông tin của cái công trình. Vừa rồi thì anh Phạm Văn Tuân cũng đã chia sẻ đến quý vị các bạn một số cái lưu ý trong khi ép cọc bê tông. Thì bây giờ thay mặt anh Phạm Văn Tuân, tôi sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn một số cái hình ảnh thực tế trong cái quá trình ép cọc của công trình nhà hai tầng gác lửng ở tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị các bạn cùng tiếp tục theo dõi video. Ở công trình này thì chúng tôi thiết kế với cái hệ cọc là 250 x 250. Ở đây cái cọc thăm dò đầu tiên dài 6 m. Để ép hết cái cọc bê tông dài 6 m này thì mất khoảng tầm từ 5 đến 6 hành trình thủy lực.
Vừa rồi các bạn đã xem quá trình để ra ép cọc, thì thời gian ép cọc trong vòng 3 ngày thì công trình này sẽ ép cọc xong. Và hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ đi xét nghiệm thu quá trình ép cọc xem có đạt tiêu chuẩn không. Thì lúc đầu các bạn xem là tôi đã thiết kế là từ phần tim cọc này đến phần tim kia là 60 cm. Thì bây giờ các bạn sẽ đi kiểm tra xem là các bác thợ trong quá trình nhà đẹp Green giám sát các bác thợ làm và xem có đạt đúng tiêu chuẩn như vậy không nhé. Bây giờ mời các bạn tôi sẽ kiểm tra này. Ở đây thì tại sao chúng ta lại nhìn này, có cái cọc rất là dài, có cái cọc ngắn, có cọc ngắn vừa vừa. Thì các bạn là trên cái giải đất của chúng ta ấy, cái giải đất thì nó sẽ không thể nào nó phẳng như cái tờ giấy được các bạn ạ. Cái chỗ thì ép được 8 m, có chỗ thì được 12 m, có chỗ thì là được 9 m. Thì cái giải này nó sẽ cao thấp và các bạn nhìn có chỗ các bạn còn không nhìn thấy cọc đâu. Các bạn nhìn có chỗ không nhìn thấy cọc đâu đúng không ạ? Thì đấy là cái việc mà chúng ta quan sát được cái tổng thể cái cọc chúng ta là cao thấp, là vì lý do như vậy thì tôi giải thích các bạn. Còn bây giờ cái vấn đề cao thấp thì không quan trọng, bây giờ quan trọng xem là cái việc cái quá trình ép cọc ấy là thợ xem là từ tâm cọc này đến tâm cọc này chúng tôi thiết kế là 60 cm. Thì bây giờ các bạn kiểm tra xem là có đạt được cái 60 cm không. Thì mời các bạn màn camera sẽ quay gần lại là tôi sẽ lấy tim cho các bạn nhé. Thì ở đây các bạn nhìn tôi sẽ lấy tim này tại vị trí trung tâm luôn cho các bạn ở trung tâm đây. Đấy, các bạn nhìn đấy, trung tâm này. Đây, tôi đánh dấu này, cảm giác này. Đấy các bạn nhé, tâm đây. Các bạn đo từ cái tâm này sang cái tâm cột bên đây. Đây cái tâm cột này. Đấy các bạn nhìn. Đấy, tâm cột ở đây. Các bạn xem có đạt được 60 không, được chưa? Đây sang cái cột bên này cũng vậy. Tôi lấy vị trí tâm đây. Đây, xem có đạt 60 không nhá. Giờ tôi sẽ đo này. Thì các bạn nhìn này, đây tôi vị tâm đây nhá. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đó. Đây, chúng ta sẽ đo từ tâm này. Đây các bạn nhìn từ tâm đây nhá. Và bạn sẽ bỏ đuôi tay. Đây từ tâm đây đúng không? Đấy. Rồi, các bạn sẽ kéo ra bên này. Đấy, bạn nhìn này, 60 đúng không ạ? Đúng 60 các bạn nhé. Đấy, tại vị trí tâm 60. Rồi, sẽ kiểm tra cái cọc tiếp theo. Sang bên này, để các bạn nhìn này. Tại vị trí tâm này. Thì các bạn quan sát tại vị trí tâm đây. Sang bên đây để các bạn nhìn. Đấy, đúng 60 đúng không ạ? Đúng 60 nhá. Đấy bạn camera bỏ tay ra để các bạn nhìn. Bỏ tay giữa hai tâm lại đây. Đấy các bạn nhìn đúng 60. Đúng chưa? Đã đạt chuẩn 60 đây. Nhưng thích cho bạn nhìn. Đó. 60 nhá. Đúng con số 60 đúng không ạ? Đấy, thì các bạn giữa cái việc thiết kế và cái việc chúng ta ép cọc để các bạn nghiệm thu phải đạt đủ cái tiêu chuẩn là 60 như này. Để các bạn nhìn đúng 60 như này nhé. Như thế mới đạt chuẩn các bạn nhìn. Đấy các bạn. Thì quá trình ép cọc thì chúng ta phải có một kỹ thuật viên hoặc kỹ sư để chúng ta giám sát quá trình này. Thì với công trình này nó xảy ra một cái trường hợp là cái cọc ở phía cuối nhé. Các bạn cọc phía cuối nhé. Thì chúng tôi thiết kế là 3 cọc thẳng hàng. Các bạn nhìn 1, 2, 3 cọc thẳng hàng. Nhưng trường hợp rất là đặc biệt là khi ép cái cọc đầu tiên xuống thì nó chỉ được có là 8 m thôi. Thì cái cọc dài 6 m, cái cọc dài 6 m, thì cái cọc thăm dò đầu tiên thì chúng tôi dùng cái cọc 6 m. Thì khi tiếp tục cái cọc thứ hai thì ép vào nó chỉ còn có 2 m thôi các bạn. Thế thì bắt buộc chúng ta phải nhổ ra. Đấy các bạn phải nhổ cái cọc ra. Đây thì các bạn có thể đến cái trường hợp cọc đặc biệt đấy. Đây. Đây cái vị trí cái cọc này. Cái cọc này thì chúng tôi thiết kế không phải là cọc góc các bạn nhé. Cọc này thì không phải là cọc góc. Đấy, nhưng do quá trình chúng tôi ép thì các bạn nhìn. Đây ví dụ cọc này. Đấy, ba cọc, một cái cọc phía dưới đây nữa. Thế thì trong quá trình ép cọc ấy thì một cái cọc phía dưới này là cái cọc khoan đầu tiên. Ép đầu tiên thì chỉ được có 6 m thôi. Để chúng tôi lại đưa cái cọc 4 m vào ép thì chỉ được có 1,5 m đến 2 m. Thì bắt buộc chúng tôi phải nhổ lên, không đủ cái phần cọc thì phải nhổ lên và thay cái cọc đó vào cái cọc này để thành cọc góc như này. Đấy, thì cái bạn từ cái phần tim này đến phần tim các bạn nhìn này vẫn là 60 các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, vẫn là 60. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, đây là cái trường hợp cọc này là do quá trình ép nó xảy ra là chúng ta không biết được cái chiều sâu của cọc là bao nhiêu. Khi chúng ta ép thử thì
một cái cọc 6m nó đã xuống rồi, cái cọc thứ hai được có 1m rưỡi thì nó không bám được vào đất thì nó nhổ cọc lên và các bạn phải thay thế cọc này. Và chính vì như vậy thì các bạn phải thuê một đơn vị tư vấn thiết kế, thì sau khi có cái sự cố xảy ra ấy, thì chúng ta phải xử lý ngay là đưa cái cọc nào và chúng ta phải tính toán lại phần kết cấu làm sao nó tốt nhất, nó đảm bảo cho các bạn. Và ở đây thì chúng tôi đã giám sát đội thợ ép cọc rất là chuẩn và chính xác luôn từ cái phần tâm thiết kế. Đây, đấy các bạn nhìn đấy, từ vị trí tâm cọc này ra đây là 60 này các bạn nhìn. Đúng 60 luôn đấy. Đấy, các bạn đúng giữa tâm cọc chưa? 60 các bạn nhìn. Đấy. Thì để tìm được một cái đơn vị tư vấn thiết kế mà đảm bảo được cái quá trình thi công như vậy thì các bạn phải tìm một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp để giúp cho cái căn nhà của các bạn làm sao nó đảm bảo nhất. Thì trong cái video này mình cũng chia sẻ các bạn cái quá trình để ép cọc hoàn thiện một công trình. Bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi video bay flycam từ trên cao để các bạn nhìn tổng thể không gian đất nhé. Rồi, mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Vừa rồi các bạn đã xem toàn cảnh flycam từ trên cao để quay cái quỹ đất xuống cho các bạn nhìn vào các vị trí đầu cọc. Thì để hoàn thiện quá trình thi công tiếp theo thì chúng ta sẽ phải múc cái phần đất này lên được chiều là 50cm các bạn, ít nhất là 50cm. Đấy, 50-60cm để chúng ta đổ bê tông lớp lót và chúng ta phá đầu cọc và chúng ta sẽ làm phần thép. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quá trình múc đất và phá đầu cọc cho các bạn để các bạn theo dõi được hết toàn bộ cái công trình mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế chọn gói cho khách hàng là anh Thanh ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video chia sẻ ngày hôm nay. Các bạn là người đầu tiên theo dõi video này, hãy ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân, và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé. Các bạn cần tư vấn thiết kế xây dựng thi công nhà chọn gói thì hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số điện thoại 0386 325 566. Chúc các bạn luôn luôn thành công hơn nữa trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.